Thiên xin chào tất cả mọi người nha. Thiên chúc mọi người một buổi trưa vui vẻ nha. Mọi người ơi, hôm nay Thiên làm một từ lúc nãy mọi người nhìn thấy ấy, là Thiên sẽ làm một món chuối KFC mọi người ạ. Không biết món này có ngon không nhưng mà nó giống cái chuối của Hà Giang mọi người nhé. Thì mọi người xem Thiên làm nhé. Mọi người ơi, thì Thiên bắt đầu làm mọi người nhé. Thiên đi găng tay rồi. Đây Thiên cho một lần vào một lớp vào trứng nhá mọi người nhá. Một lớp trứng này, xong lại một lớp bột này. Một lớp bột xong lại một lớp trứng này. Đấy. Xong lại một lớp chiên xù này mọi người này. Không biết ăn có ngon không mọi người nhá. Đây mọi người. Nhìn giống xúc xích mọi người ạ. Đây thì Thiên cho lên xem chảo nó sôi cho mọi người nhé. Đây Thiên chảo mỡ của Thiên đây, Thiên cho lên nhé. Em cho thêm ấy đi em, thêm dầu em. Đấy. Rồi Thiên lại tiếp tục làm mọi người nha. Thiên làm lại mọi người này. Đây nhé, chuối này. Thiên cho vào một lớp lớp trứng này. Một lớp trứng lại một lớp bột này. Đấy. Lớp bột xong lại một lớp trứng này. Một lớp trứng xong thì Thiên cho vào cái chiên xù này này. Đây mọi người. Nhìn cũng ra gì thế mọi người, nhìn đẹp phết. Mà không biết thì ăn có ngon không. Vàng hết mọi người ạ. Để cái chi để em xin hỏi. Để cái chi để đi. Đây mọi người ơi. Mùi rất thơm mọi người nhé. Rán giống hệt xúc xích luôn nhỉ. Giống hệt xúc xích luôn. Nhìn cũng hấp dẫn đấy mọi người ạ. Nhưng ăn không biết ra gì không. Ăn khóe luôn. Đây mọi người ơi, Thiên đã dán xong chuối KFC mọi người nhé. Thì mời mọi người ăn với Thiên, với cả em của Thiên nhé, với cả gia đình Thiên nhé. Ăn đây. Ăn đây cô, xem ngon không? Đây, thử miếng này. Nóng quá. Mẹ à, đây, làm miếng này. Nóng. Ui, ngon quá, nóng quá. Ăn xem ngon không? Ngon đấy.
Vị như nào? Ngon không? Có. Có thì như nào mà có? Chị Hâm kêu ăn không? Ăn trong mềm, ngọt. Mềm à? Ngọt à? Ôi, mình làm miếng mọi người nhé. Nhìn giống gọi là xúc xích phiên bản lỗi mọi người ạ. Thiên mời mọi người nhá. Thảo không ăn à? Thiên mời mọi người một miếng nhá. Ngon phết mọi người ạ. Ô, lạ mồm phết đấy chứ. Ôi, nhìn như kiểu phô mai ấy nhỉ. Mân chân nè. Ôi, ngon phết. Đúng rồi, Hoàn. Hoàn vào lấy tương ớt đi. Ôi, ăn này mà chấm tương ớt thì ngon. Ôi, còn nhiều lắm mọi người ạ. Mọi người ăn cùng Thiên nhé. Ngon quá. Ôi, giòn rụm luôn mọi người ạ. Ô, Thiên cứ tưởng là không ngon nhưng mà hóa ra ngon không tưởng. Ngon quá luôn. Nhìn này mọi người ơi. Ở ngoài giòn nhá, ở trong hơi ngọt ngọt nhá, tại vì Thiên không làm ngọt lắm. Giòn, ngon. Ngon quá mọi người. Mẹ ăn nhé. Mọi người ơi, Thiên ăn hết một cái mọi người nhá. Ngon quá mọi người ạ. Thiên để phần cho vợ Thiên một hai cái với cả bố Thiên nhá mọi người nhá. Thiên mời mọi người một cái nữa nha mọi người nhá. Đây thằng em Thiên nó bỏ mayonnaise ra này. Thiên thử chấm cùng xem ngon không nhá. Thiên mời mọi người nha. Mời mọi người một miếng chuối KFC mọi người nha. Xúc xích. Thường gọi là xúc xích phiên bản lỗi. Wow. Ngon nhức nách luôn mọi người ạ. Giống hệt phô mai luôn mọi người này. Ngon không? Uầy, chấm mayonnaise hợp mọi người ạ. Uầy, mọi người ăn miếng với Thiên đi nào. Uầy, mọi người thông cảm nhé, nhà Thiên gần xe ấy, gần đường ấy, nên là xe, cái tiếng xe nó hơi to ấy. Mọi người thông cảm cho Thiên nhé. Thì Thiên tí Thiên sẽ để phần cho mẹ Thiên hai cái, bố của Thiên hai cái và vợ của Thiên hai cái mọi người ạ. Còn đâu là Thiên với em Thiên chén hết luôn. Ngon mà. Nhìn Thiên rán vàng rộm luôn mọi người nhé. Quá tuyệt vời luôn. Quá ngon luôn mọi người ạ. Rồi. Mọi người nhìn này. Nhìn cận cảnh này mọi người. Ngoài thì giòn mọi người nhé. Trong thì mềm như kiểu là phô mai luôn mọi người. Nhìn quá hấp dẫn luôn. Mọi người có thời gian cũng nên làm. Xin mời mọi người nhé. Đây mọi người ơi. Thiên mời mọi người nha. Thiên ăn cái này cái thứ tư rồi mọi người ạ. Quá ngon luôn mọi người. Thiên mời mọi người nha. Hôm nay không thèm ăn cơm luôn mọi người ạ. Mọi người xem này. Đấy. Đấy nét thằng cu này. Mọi người có nhìn thấy là giống phô mai và ấy không mọi người? Phô mai không mọi người? Nhìn ở trong giống hệt phô mai luôn này. Ngon cực kỳ luôn. Thiên tưởng hôm nay làm món này không thành công nhưng mà thành công mỹ mãn luôn mọi người. Ngon đi anh. Ngon ghê. Ngon mà.
Xong rồi cắn miếng mọi người. Mọi người làm miếng cho nó chơi chơi này. Ôi sao không bắt nét nhỉ? Đấy, bắt nét rồi mọi người ơi. Rồi, cận cảnh này. Ngon chưa? Quá ngon. À, mẹ Thiên và vợ của Thiên và bố Thiên để ngại quay video mọi người. Cứ cười thôi. À, Thiên ăn thì Thiên vẫn cứ ăn. Có mấy thằng em Thiên nó cái mặt của nó chai nên là bình thường. Ngon không? Ăn đem chục cái. No. Rất ngon mọi người ạ, mọi người nên thử ở nhà mọi người nhé. Thì mọi người ơi, Thiên cũng xin dừng clip ở đây nhé. Thì nếu mà mọi người rảnh thì mọi người nên làm cái món này ăn thử mọi người nhé. Thì Thiên cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Thiên. Thiên chúc mọi người một buổi trưa vui vẻ nhé. Thiên xin chào tất cả mọi người nhé.